để giành quyền giao phối với con cái. Những cuộc giao tranh như thế này là không thể tránh khỏi. Giữa hai con lợn bướu đực, nhất định phải tìm ra một kẻ chiến thắng. Tính chất quan trọng thấy rõ, khi ngay cả những cái lông trên đầu chúng cũng dần đứng hết lên. Mọi thế mạnh được tận dụng tối đa. Cặp răng nanh to lớn, đủ thấy hai chiến binh này dày dặn kinh nghiệm đến giường nào. Đây là cuộc chiến giữa sức bền và sức chịu đau. Khi trọng lượng cơ thể và vũ khí nằm nằm, thì kẻ nào liều hơn, kẻ đó sẽ chiếm ưu thế. Việc căm răng nanh trực diện vào nhau, hai kẻ đều bị tổn thương ở vùng mặt. Nếu kẻ nào không duy trì tốt tư thế khóa đầu này, thì rất dễ bị cặp răng nanh đối thủ xuyên mạnh vào các bộ phận khác. Chúng tốn khá nhiều sức để cự nhau và đẩy nhau qua lại. Một kẻ có dấu hiệu xuống sức, nó không giữ được tư thế khóa đầu, nó đang bị đối thủ hút liên tục vào vùng cổ. Nó cố gắng di chuyển giật lùi để giảm bớt lực tấn công của đối thủ. Thì ra, đối thủ của nó cũng bị một vết thương rất lớn ở chân. Cả hai quay về thế cân bằng, tiếp tục giằng co kịch liệt hơn. Kẻ bị thương ở chân đang có dấu hiệu xuống sức thấy rõ. Vùng miệng, ngay gốc răng nanh cũng bị thương. Nó chính thức là kẻ chiến bại hôm nay. Để có được tình yêu, những anh chàng lợn bướu phải dùng đến bạo lực. Vết thương sẽ lành, nỗi đau thể xác sẽ qua. Nhưng với kẻ bại trận, đó là một nỗi buồn không bao giờ nguôi ngoai. Ngược lại, kẻ chiến thắng tự hào bước vào thế giới của lợn cái. Những cuộc tình hoang dã được đánh đổi bằng máu. Đó là sự chọn lọc tự nhiên để tìm ra con đực khỏe mạnh nhất. Những thế hệ lợn bướu con mang cái gen di truyền khỏe mạnh nhất lại thi nhau ra đời. Điều đặc biệt nhất trong thế giới lợn bướu lại đến từ lợn bướu cái. Thiên chức là mẹ của chúng trên cả tuyệt vời. Với bà mẹ đông con này, không chỉ dạy con kỹ năng sống mà còn phải bảo vệ con trước tất cả thú săn mồi. Nó và đám con của nó đang nằm trong tầm ngắm của một mãnh thú. Báo săn Gepard sẽ không theo đuổi lợn mẹ. Thứ nó nhắm đến là những chú lợn con giòn thơm. Đặc biệt những con lợn sữa này chưa có răng nanh. Kỹ năng đầu tiên mà bà mẹ này dạy cho các con là hãy chạy thật nhanh về lại nhà khi có nguy hiểm. Biến mất một cách nhanh nhất vào trong hang sâu là có cơ hội sống sót cao nhất. Nhưng một đứa con bướng bỉnh lại cứ thích đùa cợt. Nó lao về phía những kẻ đi săn như thể ra gặp những đứa bạn. Nó chưa được mẹ dạy cách nhận dạng kẻ thù. Một sai lầm tai hại. Giờ chỉ có lượng bướu mẹ mới cứu được nó. Bà mẹ này xông vào hiểm nguy để chống lại tất cả. Với những kẻ đi săn, chúng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Trong khi lợn mẹ chạy đi cứu con thì nó quay mất. Đám con trong hang cũng thi nhau chạy ra. Vì ở loài lợn này, lợn mẹ đi đâu thì lợn con sẽ bám theo đến đó. Những kẻ đi săn có nhiều lựa chọn để tìm kiếm bữa ăn. Nhưng không, lợn bướu mẹ quyết định đánh trả. Nó không chạy theo lợn con mà chạy theo những kẻ đi săn. Lợn bố cũng đã có mặt. Chúng phối hợp cùng nhau ngăn cản đám báo săn. Khi đối diện với những cặp răng nanh này, kẻ đi săn quyết định từ bỏ cuộc săn, vì chúng biết mình đang đối mặt với một loài thú rất gan dạ nơi đồng cỏ.